Trong xu thế hội nhập với nền kinh tế công nghệ 4.0, đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo tính minh bạch cho dòng tiền và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. BBMy là ứng dụng mua sắm tích điểm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng việc thanh toán bằng mã QR. Ứng dụng này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng. BBMy cho phép người mua và người bán kết nối với nhau theo mô hình kinh tế chia sẻ. Ứng dụng BBMy, khách hàng cần mua gì cũng có, từ các mặt hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thời trang, điện thoại, cho đến các dịch vụ như tổ chức sự kiện, thiết kế nội thất, bất động sản, cho thuê xe, v.v. Để giúp cho khách hàng gia tăng giá trị và thêm nhiều lợi ích khi mua hàng, BBMy sở hữu tính năng tích điểm từ hệ thống giúp khách hàng tích điểm tối đa lên đến 100% giá trị sản phẩm. Thông qua cơ chế mua hàng tích điểm, lượng khách hàng của người bán không những tăng lên mà còn trung thành hơn. Khi mà BBMy ra đời thì BBMy được khách hàng đón nhận một cách là rất là nhiệt tình và tâm huyết. Bởi vì BBMy sẽ giúp cho khách hàng khi mà đi tiêu dùng, mua sắm ở những doanh nghiệp mà liên kết với BBMy thì khách hàng sẽ được tích lũy lại cái số tiền mà mình đã tiêu đi. Đó, và với cái tiện ích này thì BBMy là đi đầu trong cái xu thế buy back, đó là xu thế mà tích lũy cho khách hàng có thể lên tới 100% cái giá trị của sản phẩm. Và cái xu thế buy back còn có ưu điểm, đó là cái xu thế này thì sẽ giúp cho khách hàng chuyển đổi cái tích điểm của mình về cái tài khoản chuyển đổi. Và khi về tài khoản chuyển đổi thì khách hàng có thể dùng cái số điểm đó để đi tiêu dùng ở những doanh nghiệp khác. Mỗi doanh nghiệp hay đơn vị bán hàng trên ứng dụng BBMy đều được thiết kế một mã QR riêng biệt. Việc thanh toán bằng mã QR qua BBMy vừa thuận tiện, hiện đại, vừa nhanh chóng và phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Với thủ tục đơn giản, dễ sử dụng, chỉ cần tạo tài khoản, xác thực, sau đó tạo shop online và bắt đầu đăng sản phẩm, chat trực tiếp với người mua để thương lượng, thuyết phục và cá nhân hóa từng khách hàng. Thông qua ứng dụng BBMy, người bán có thể tìm kiếm được nguồn khách hàng trung thành thông qua cơ chế mua sắm tích điểm và quảng cáo miễn phí về các sản phẩm thông qua các kênh truyền thông chính thống của BBMy Việt Nam. Khi mà có BBMy thì doanh nghiệp sẽ cắt giảm được các cái khâu chi phí dành cho quảng cáo marketing của mình, bởi vì BBMy sẽ cung cấp sẵn cho doanh nghiệp một cộng đồng khách hàng lớn, những khách hàng đã có app BBMy. Và khi đó thì những khách hàng mà khi có app BBMy thì họ sẽ tạo ra một thói quen, đó là tiêu dùng ở những doanh nghiệp đã liên kết với BBMy. Vậy thì trong tất cả các cái quy trình quảng cáo đến với khách hàng của mình thì doanh nghiệp không phải trả phí. Và khi mà doanh nghiệp giao dịch mua bán thành công, khách hàng đã đến sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ tại doanh nghiệp, thì khi đó doanh nghiệp mới chiết khấu tùy tâm lên app BBMy từ 1 cho đến 30%. Và khi mà doanh nghiệp chiết khấu tùy tâm lên app BBMy thì BBMy sẽ thu hộ doanh nghiệp và BBMy sẽ hậu mãi khách hàng cho doanh nghiệp. Đó là BBMy sẽ tặng tích điểm cho khách hàng mà đã tiêu dùng ở doanh nghiệp đó. Vậy thì khi đó thì doanh nghiệp sẽ tăng về doanh thu, sẽ giảm về hàng tồn kho và đặc biệt đó là doanh nghiệp sẽ có nhiều khách hàng trung thành. Là hình thức thương mại điện tử tiện ích với lợi ích là tích lũy điểm cho người tiêu dùng và ứng dụng tiêu dùng không dùng tiền mặt. BBMy có văn phòng tại Hải Dương đang tích cực triển khai tiếp cận với các doanh nghiệp tham gia bán hàng sử dụng tiện ích này. Qua cái tiếp cận với BBMy thì tôi thấy nó có hai cái tác dụng cơ bản. Cái thứ nhất là nó chính là cái kênh truyền thông online rất là tốt. Cái thứ hai nữa nó cũng là cái hoạt động offline thông qua hội thảo, thông qua cái việc chia sẻ. Và đặc biệt là cái việc tích điểm từ BBMy sẽ khiến cho khách hàng của chúng tôi là người ta nhận được cái lợi ích nhiều hơn. Thế thì trong cái ứng dụng này tôi thấy là nó rất là có lợi. Bản thân chúng tôi khi tiến hành chi trả các cái chi phí marketing cũng được nhận lại chính cái phần mà mình đã bỏ ra đó. Khách hàng cũng nhận lại được chính cái phần mình bỏ ra đã bỏ tiền ra mua mà khách hàng vẫn thỏa mãn được cái nhu cầu mua được sản phẩm của mình. Doanh nghiệp điện máy Đỗ Thắng tại thành phố Hải Dương là một doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng điện máy, cũng đã nhanh chóng ứng dụng BBMy trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc đi trước đón đầu công nghệ tạo lợi ích cho khách hàng bằng ứng dụng BBMy đã giúp cho lượng khách hàng tăng một cách đáng kể, đặc biệt là những khách hàng trẻ tuổi. Chúng tôi hiểu BBMy là mang lại quyền lợi cho khách hàng cả bên bán và bên mua. Việc bên mua họ
có điểm tích thì để thuận lợi cho họ, để họ sẽ quay lại với khách hàng và giữ được niềm tin khách hàng. Ngoài ra cái BI thì đang phát triển đòi hỏi lỗ lực, chúng tôi cố gắng tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng làm sao khách hàng hiểu và tham gia nhiều nhất trong việc mua bán qua hệ thống BBI. Khác với các ứng dụng mua sắm online khác, BBI More có cơ chế tích điểm và hoàn lại số điểm một cách dần dần. Người dùng có thể sử dụng sản phẩm và nhận tích điểm có thể đổi thành hàng hóa hoặc là tiền mặt. Tiêu dùng càng nhiều, tích điểm càng lớn. Ứng dụng này góp phần thúc đẩy thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.